Hồi ức lính, mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký viết về chiến trường ca. Những kỷ niệm không thể quên, đó là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất. Một phần thanh xuân của những người lính đã gắn chặt với nơi này. Ngày 2 tháng 4 năm 1979, 9 giờ sáng, từ binh trạm T-15 Hố Nai, Trung đoàn Bộ binh 250 chúng tôi được đoàn xe GMC đưa ra phi trường Tân Sơn Nhất. Xe vào thẳng khu đỗ máy bay, cũng chẳng biết đi vào bằng cổng nào. Nhìn những chiếc máy bay cánh quạt của Liên Xô to đùng mà thấy ngợp ngợp, vì từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi được vào sân bay, được đi máy bay. Liên Xô đang giúp ta thiết lập cầu hàng không nối Tân Sơn Nhất với Puchentong bằng đội bay AN-22. Xuống xe, A Lê lên máy bay luôn. Đại đội tôi lên từ cửa hậu, pháo cối, súng đạn, song nồi, ba lô, quốc sẻng chất thành một đống lớn ở giữa sàn. Phi công người Nga cao lớn, tóc như dâu ngô, trùm lên một tấm lưới lớn. Lính ta ngồi bệt xung quanh. Thế là máy bay từ từ bò ra đường băng, chạy lấy đà và cất cánh. Ban đầu lính còn vui đùa tếu táo, trêu nhau. Chẳng may máy bay mà hết xăng thì cứ gọi là rơi như hòn sỏi ném xuống ao. Ít phút sau thì im lặng, một khoảng lặng sâu lắng. Lần vượt biên bằng đường trên trời này, rồi ai mà đoán được trước bao nhiêu nỗi gian khổ, hy sinh đang chờ đợi ở phía trước. Số cán bộ chiến sĩ của tôi ngồi trên chuyến bay hôm đó, sau 3 năm chỉ còn không đầy 1/5 trở về lành lặn. Sau 45 phút bay, máy bay lượn mấy vòng rồi hạ dần độ cao. Puchentong, Nông Pênh, nắng chói chang. Xe của quân đoàn 4 đã chờ sẵn, đưa chúng tôi băng ngang qua thành phố, hướng về cửa ngõ phía Bắc. Thành phố hoang vắng, những dãy phố dài hun hút, những ngôi biệt thự kiểu Pháp im lìm trong vườn cây. Chỉ có bộ đội ta, nghe tiếng súng, tiếng đạn pháo nổ xa xăm. Ta và bạn mới làm chủ Nông Pênh được gần 2 tháng. Các trận đánh ác liệt vẫn còn đang diễn ra để bảo vệ thành phố và tiếp tục phát triển tấn công địch, nhất là hướng đường 4 Công Pông Sư Pư và Âm Leng. Những ngày này, lính Pol Pot vẫn đang điên cuồng phản kích. Xe đổ tiểu đoàn 1 xuống dọc một dãy phố nhỏ hoang vắng, bẩn thỉu, gần đầu một cây cầu bê tông rất to bắc qua sông Tông Lê Sáp đã bị đánh sập nhịp giữa. Chẳng còn nhớ tên cây cầu là gì. 4 ngày chúng tôi ở đây vẫn duy trì nghiêm chế độ canh gác, tuần tra, sẵn sàng đánh địch tập kích. Trong đó có 2 ngày học chính trị, nghe phổ biến tình hình chiến sự, quán triệt nhiệm vụ và nhận bổ sung vũ khí, trang bị, hậu cần. Trung đoàn 250 từ đây sẽ trực thuộc Sư đoàn 341, quân đoàn 4. Sư đoàn 341 vừa trải qua những trận đánh đẫm máu, chống trả Pol Pot phản kích ở mặt trận đường 4 và cùng các đơn vị khác tấn công triệt phá căn cứ Âm Leng, vùng cố đô Udong. Hiện các đơn vị của sư đoàn này đang dồn về tác chiến trên hướng mặt trận đường 5, Công Pông Chư Năng và Pua Sáp. Đến ngày thứ hai, mới đầu giờ chiều, Vinh Đen đã mò qua mặt hợp hái. Tôi hiểu ý nói với anh, em đi với thằng Vinh kiếm tí rượu. Thế rồi tôi kêu thằng Niên liên lạc, xách chiếc bình tông bám theo Vinh. Nghe nói gần khu vực này có nhà máy rượu mà tìm mãi chẳng thấy. Hai thằng đại đội trưởng lôi hai cậu liên lạc, vác hai khẩu AK, mấy trái lựu đạn US dắt ở lưng, đi đến mỏi như cả cẳng, vào cả sân vận động Olympic, vào cả trường đại học Y, có mấy cái xác trần như nhộng ngâm trong bể bóc môn, rồi đi dọc mấy dãy phố cửa hàng, cửa hiệu, buôn bán của Hoa Kiều, Ấn Kiều, Việt Kiều ngày trước. Pol Pot đã biến chúng thành các nhà kho, có kho chứa toàn đèn pin của Trung Quốc, chất thành đống, song tất cả đều bị đập bẹp, đến từng chi tiết nhỏ. Có kho chứa toàn giày da, song không kiếm nổi một đôi, vì mỗi đôi chỉ có một vế, thật lạ lùng và kỳ cục. Ở vài vị trí đặt bục hướng dẫn giao thông của cảnh sát giữa các con phố lớn trong thành phố, chính quyền Pol Pot dựng những kiosk trong trưng bày toàn phấn rôm của Trung Quốc, bày theo kiểu hàng mẫu, không bán, quen thuộc của thương nghiệp miền Bắc thời bao cấp. Chiều muộn, bụng đói meo, đồ cổ thu được chỉ có vài tập giấy lấy ở trường đại học Y, một gói bột cam thảo, mấy cậu lính sư 7 làm nhiệm vụ quân quản khu kho, cho
và một chai rượu Tây do một người đàn ông Khmer. Tôi nhớ ông ta bị chột một mắt, dáng gầy gò, rất khó đoán tuổi. Cho tôi sau một hồi nắm tay lắc, miệng nói, Okun, Okun. Lúc chúng tôi vào khu nhà quốc hội, Vịnh Đen cười tít mắt khoe. Tao mà không vừa ra hiệu vừa nói, bước xa ra, thì con mà còn lâu mới có. Lính tiểu đoàn 1 và đại đội 4 của tôi cũng chẳng chịu ngồi yên, ngồi sinh hoạt chính trị mà tôi tin chẳng vào đầu được điều gì. Cứ như kiến cắn, mặt trước mặt sau, noi gương thủ trưởng cũng lừ lừ rủ nhau đi. Lùng sục càn quét làm sạch địa bàn, nhưng có còn cái quái gì đâu trong cái thành phố trống không này. Nông bênh dân đã về khá nhiều, họ tập trung sống, ăn ở tạm bợ trong những túp lều và dãy phố ở ven sông. Dân chưa được vào trung tâm thành phố, có vẻ bạn đã tổ chức được chính quyền ở đây. Dưới sông có nhiều thuyền lưới, đã nghe thấy tiếng cười, tiếng khóc của trẻ nhỏ. Cử chỉ mua bán, trao đổi, cuộc sống đã bắt đầu hồi sinh. Sáng ngày 6 tháng 4, trung đoàn 250 rời Nông Pênh. Chúng tôi hành quân theo đường 5, tiến về hướng Công Pông Chư Năng. Toàn đại đội lên 2 xe ô tô GMC còn rộng. Anh em kiếm đâu được hơn 20 chiếc mũ sắt bằng nhựa mới tinh, màu xanh rêu, đồng loạt đội lên đầu, trông cũng oai phết, cũng hùng dũng ra trò. Đến nỗi mới đi được một quãng, đã thấy mấy ông phóng viên, nhà báo mắt xanh mũi lõ ra tận giữa đường, cầm máy bấm lia lịa. Khẩu 12-7 tôi cho giá ở trên thùng, đạn đã lên nòng, có động tĩnh gì là quất ngay. Chúng tôi được nghe phổ biến, bọn Pol Pot quấy rất dữ dọc đường 5. Nhiều ngày đường 5 từ Nông Pênh đi Công Pông Chư Năng bị cắt. Lực lượng ta chốt tại Công Pông Chư Năng đã lâm vào cảnh bị cô lập và bị tấn công, chịu nhiều tổn thất lớn. Hiện tại khu vực này và phía tây nam tỉnh Pô Sát tập trung đến 10 đầu sư đoàn của Pol Pot tan rã, đã và đang dồn về cùng hàng chục vạn dân. Chúng tổ chức dồn ép dân vào các căn cứ của chúng tại vùng núi Caravanh, núi Orang, khu thượng nguồn sông Putisat, đường 28, đường 56. Toàn bộ khoảng trống còn lại, Pol Pot thực hiện vườn không nhà trống, tiêu thổ kháng chiến, thực hiện chiến tranh du kích, bu bám, tập kích, phục kích, đánh tiêu hao lực lượng của ta. Các đơn vị của ta cũng đang dồn về đây để chuẩn bị cho chiến dịch, giải quyết nốt những căn cứ cuối cùng của Trung ương Pol Pot, càn quét, làm sạch địa bàn, tìm và kéo dân về giúp bạn thành lập chính quyền cơ sở. Trên đường 5, hầu hết cầu cống đã bị đánh sập và phá hỏng. Công binh ta đã bắc cầu tạm hoặc thiết lập để xe pháo qua. Anh em chốt bảo vệ cầu, sống trong những căn hầm ven bờ đường, sát mép cầu. Hầm được che sơ sài bằng tấm ni lông, trên đắp vài tàu lá dừa, lá thốt nốt. Có những khu vực trọng điểm, ta bố trí tăng cường những cỗ pháo phòng không 37 ly, hai nòng hạ thấp để bắn tà âm. Bọn Pol Pot liên tục quấy phá, tập kích. Trên đường nhiều hố chữ chi đã được lấp vội, nền đường xấu nên tốc độ hành quân rất chậm. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp hàng đoàn người dân đi ngược ra, xe bò kéo, xe cút kít, xe đạp thổ. Quần áo gần như chỉ một màu đen thui, khăn cà ma caro quấn ở trên đầu. Phụ nữ đều cắt tóc ngắn kiểu hỉ nhi Trung Quốc, nồi niêu song chảo, chăn chiếu bồng bế dìu dắt. Trẻ nhỏ người già gầy dơ xương, lệch thệch lết đi trên đường nắng như đổ lửa. Mạng sống con người thời loạn lạc thật là thảm hại hết chỗ nói. Tiếng súng, tiếng đạn pháo vẫn ầm vang từ xa vọng lại, hướng U Đông, hướng Biển Hồ. Trung đoàn 250 chúng tôi chuyên phải đi tăng cường phối thuộc, nên trong các chiến dịch lớn đến nay trên đất Campuchia phải tham gia các hướng đột kích chủ yếu. Phía đông bắc Campuchia, trung đoàn 250 đảm nhiệm vu hồi cánh trái, bao khó khăn ác liệt. Các bạn thuộc F-309, 307, 95, 142 chịu cả. Sang mặt trận Tây Nam, chủ yếu đánh truy quét, làm sạch địa bàn sau những trận đánh đẫm máu của các sư đoàn 341, 339 để lại. Nhưng gian khổ, căng thẳng của 250 do bị tiêu hao bởi Pol Pot tập kích, phục kích bởi mìn, bởi sốt rét ác tính, nhất là trong thời gian ở Tà Xanh, Sầm Lốt, Tà Bát, thì có lẽ là nhất đoàn quân.
Ven đường năm, dấu vết của những trận đánh ác liệt còn ngổn ngang. Nhìn về hai phía, ngút tầm mắt, không một bóng người. Nhà cháy, phum làng tan hoang, từng bầy quạ bay, mùi xác chết phảng phất. Có nơi tôi đếm có gần chục xác xe tăng bị cháy ngổn ngang đủ kiểu. Xe tăng của ta, song không biết của 330, 339 hay 341. Chiều tối, đến thị xã Kông Pông Chư Năng. Thị xã hiện đang có một đơn vị của sư 330 chốt giữ. Đây là một sư đoàn của quân khu 9, khá thiện chiến, song đến thời gian này đã bị tiêu hao rất nặng nề. Dân đã về khá đông, chủ yếu dân dồn vào ở mấy dãy phố trung tâm. Xem chừng thời bình thì thị xã này đẹp và rất trù phú. Thị xã sát sông Tông Lề Sáp, gần biển Hồ, nguồn lợi cá tôm nhiều vô kể. Mới cách đây vài ngày, Pol Pot đã tập trung lực lượng khá mạnh, có cả xe tăng, xe bọc thép, pháo lớn, liều lĩnh phản kích, định đánh bật ta để chiếm lại thị xã. Các đơn vị tại đây đã phải gồng mình chống đỡ. Cũng có khu vực bật chốt, bộ đội mình phải chịu rất nhiều tổn thất và thương vong. Suốt một ngày đội nắng ngồi trên xe, anh em chẳng ai nghĩ đến chuyện tắm giặt rửa ráy gì cả. Xuống xe, ở một dãy phố bỏ hoang trong trung tâm thị xã, gần sân vận động, dãy phố có rất nhiều những cây me tây cổ thụ. Bộ đội nghỉ dọc hai bên đường cạnh đoàn xe đỗ. Hậu cần đại đội kiếm đâu được cá tươi, thế là bữa cơm nóng ăn mò lúc trời tối, có cá kho muối, cá nấu canh chua lá me non, anh em tươi tỉnh hẳn lên. Đêm gần sáng, nghe tiếng súng nổ gắt ngoài thị xã, từng quầng sáng hừng lên bởi đạn B, đạn DKZ. 8 giờ sáng, cơm nước xong, cả trung đoàn lên xe hành quân tiếp. Đi được chừng 20 cây số, hai lần bị Pol Pot bắn lén vào đội hình. Chúng từ những khóm rừng nam đường 5 nã vài quả đạn B vào phía đoàn xe rồi lẩn mất. Các loại súng trên xe được thể bắn như vãi đạn, chẳng biết có chúng thằng nào bị dính đạn hay không. Chúng tôi được thông báo tại tỉnh Kông Pông Chư Năng, anh Ba Phệ đang giúp Khmer Đỏ xây dựng một sân bay quân sự lớn, nhưng chưa xong. Sư 341 đã đánh vào đó, thu được cả máy bay, xe tăng, xe thiết giáp. Sư 502 là sư không quân hay dự bị chiến lược gì đó của Pol Pot tại đây đã tan rã. Nhưng tôi nghĩ bọn phục bắn chúng tôi chỉ là du kích Pol Pot thôi. Đột nhiên, ầm, một tiếng nổ lớn, tiếng như mìn chống tăng chập đôi. Khói bụi bốc mù ở phía đầu đoàn xe. Chiếc Jin 157 đi đầu đã cán phải mìn, đầu cabin nát bét, toàn bộ lính trên xe hạ cánh xuống đường sạch. Một số hy sinh, còn lại thì bị thương. Chúng tôi băng nhanh xuống xe. Phải công nhận lính nhà ta rất nhanh, loáng cái đã chiếm lĩnh các gò cao, bờ ruộng ở phía nam đường, sẵn sàng chiến đấu. Tất cả đội hình trung đoàn bỏ xe, hành quân bộ, tiến thêm khoảng 3 km qua một cây cầu sắt nhỏ, có bộ đội ta đang chốt, rồi tới một phum lớn. Trên bản đồ ghi danh là Polay. Đây có vẻ như là một thị trấn hay thị tứ thì phải. Là ngã ba có đường cấp phối nối đường 5 với bờ sông Tông Lê Cà Mòn, biển Hồ. Có một đơn vị bộ đội ta chốt ở đây, làm gì có thời gian để biết trong phum có cái gì và đơn vị chốt ở đây thuộc sư đoàn nào. Vì tiểu đoàn 1 rẽ luôn về cánh trái, rồi cứ theo bờ trái dòng suối phát triển về hướng nam chừng hơn 2 km nữa, bỏ qua vài phum, tới một phum lớn hơn thì dừng lại. Phum này có chừng 20 nóc nhà sàn, vườn không nhà trống, có rất nhiều cây ăn trái, vú sữa, xoài, chuối, đu đủ, thốt nốt. Thốt nốt dân trồng chủ yếu ở ngoài phum, bờ ruộng gò cao chẳng trống, chỗ nào cũng thấy cây thốt nốt, bạt ngàn là thốt nốt. Thốt nốt đối với người dân Khmer thân thuộc như cây tre của dân Việt. Chúng tôi lặng lẽ ngắm nhìn loài cây biểu tượng của đất nước này. Có lẽ trên đất Campuchia, tỉnh Kông Pông Chư Năng là một trong những tỉnh trồng nhiều loại cây này nhất. Chỗ nào cũng thấy thốt nốt và ruộng lúa bỏ hoang. Đại đội 4 bố trí đội hình trong một khu vườn chùa sát với tiểu đoàn bộ. Trong chùa tượng Phật nhiều pho đã bị đập phá, đầu, tay gãy ngổn ngang. Trên nền, mùa khô, nước suối cạn, cá nhiều đến không thể tưởng tượng nổi. Lính ta xuống bắt cá mà như súc trong chậu. Đúng là cá nhiều thật. Anh em chỉ cần lấy một cái màn rách, lùa một lúc là kéo lên vài chục cân. Tôi đến khổ vì cá, chỉ tại cái bụng
bị viêm đại tràng mãn tính nên ăn cá vào là bất ổn. Anh Cử cứ trêu tôi. Thằng này cứ được sướng đầu vào lại khổ đầu ra. Tôi cho anh em khẩn trương đào hầm pháo và công sự cá nhân, bố trí đội hình phòng ngự theo hình nan quạt, rồi chủ động cho từng trung đội đi lùng sục kiểm tra địa hình, địa vật phía trước, rồi thống nhất phương án tác chiến, phòng ngự tại chỗ. Cậu liên lạc hì hục đào sâu xuống đất một khoảng 20 phân, mỗi chiều rộng hơn 2 mét, dưới lùm một cây xoài cổ thụ, rồi lấy lá thốt nốt, trải xuống làm chỗ ở của ban chỉ huy. Ngay đêm đầu tiên, lính của tôi đã táng nhầm nhau khi thay gác. Cậu Lâm Gù, khẩu đội phó 12-7, mặt nhắm mắt mở, lìa một loạt AK. Hai đùi cậu Hồng, lính 78 Quảng Ngãi, lĩnh chọn 3 viên. Đây là thiệt hại đầu tiên của đại đội 4 khi lật cánh sang hướng Tây Nam. Tiểu đoàn 1 chỉ được yên trong 2 ngày đầu. Những ngày tiếp theo, chúng tôi liên tục phải quần nhau với Pol Pot. Trên địa bàn Nam Po Lay, không ngày đêm nào im tiếng súng. Từng toán nhỏ Pol Pot bám và tập kích bằng hỏa lực, chủ yếu bằng đạn B và AT. Quen thuộc địa hình nên chúng lẩn như ma. Ban ngày các đơn vị thay nhau bung ra lùng sục, càn quét, song ít khi gặp địch. Cứ tưởng yên, nhưng cứ về đến nơi trú quân, trời tảng sáng là lại bị đánh. Khẩu 12-7, tôi liên tục phải điều đi tăng cường cho các đơn vị bộ binh. Có trận như trận ngày 9 tháng 4, cả một tiểu đoàn thiếu của chúng tôi quần nhau với một toán, có lẽ chưa đầy 10 tên, chỉ thu được 2 cái song rách và vài nắm cơm. Khi lần theo dòng suối cạn ra đường 5, chút nữa anh em đã sa vào bãi mìn do tổ công binh chốt giữ cầu gài. Tôi nhớ đó là chiếc cầu sắt bắc qua dòng suối trên đường 5. Có tên trên bản đồ là Sơ Tung Pa Pau, dịch ra tiếng Việt là gì thì tôi chịu. Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 4, tiểu đoàn hành quân càn quét làm sạch địa bàn, tổ chức đánh và phải đánh ít nhất mỗi ngày một trận, quần nhau với Pol Pot như trò chơi ú tim. Tất cả các phum từ Po Lay đến vùng sát với dạng núi Ô Răng, hễ cứ phát hiện thấy là sộc vào. Dân không có, có bóng người, nghĩ chỉ là Pol Pot nên lính ta cứ vô tư xử lý. Ở xứ này, nếu là thời bình, những ngày này dân chúng đang tưng bừng đón năm mới trong thơ mây, nhưng nay thì chỉ còn ngập tràn tiếng súng và xác người. Du kích Pol Pot ở đây cũng rất kiên cường và anh dũng chống trả. Họ không tổ chức phòng ngự, luôn luôn lẩn tránh, phân tán để bảo toàn lực lượng. Họ lợi dụng địa hình địa vật quen thuộc, lợi dụng các dạng cây thốt nốt và các cây cao khác trèo lên phục kích bắn tỉa. Chúng tôi cũng có những tổn thất, một số hy sinh. Riêng cán bộ có anh Nguyệt, chính trị viên phó C3 và anh Quyên, C trưởng C6 đã bị thương nặng. Thời kỳ này và ở địa bàn này chưa có mìn nhiều nên anh em bương thoải mái. Thường thì đại đội 4 chỉ còn một khẩu đội cối 82 luôn đi sát với tiểu đoàn bộ, còn các khẩu đội khác đều phải đi tăng cường xuống các đại đội bộ binh để trợ chiến. Tôi nhớ mãi trận đánh vào một phum lớn cách Po Lay chừng 10 km về hướng đông nam. Trinh sát báo về ở trong phum có địch, ta phải chia làm 2 mũi bí mật tiếp cận. Mới 4 giờ sáng, làn sương mỏng bảng lảng mờ mờ, từ xa xuất hiện một bóng người, tay dắt một con bò, đi từ phum ra thẳng vào chính giữa đội hình của ta. Tình huống bất ngờ khi tên Pol Pot phát hiện ra, nghĩa là ta rất gần. Nó sững người lại, tay buông sợi dây thừng dắt bò. Nó còn bình tĩnh cúi xuống tháo đôi dép ở chân, chuyển khẩu K63 khoác từ trên vai xuống cầm tay, rồi mới quay đầu ù té chạy. Anh em tính định đợi thằng này tiến thêm vài bước nữa mới xô ra bắt sống, xong đến nước này đành nổ súng. Hàng loạt đạn chéo cánh xẻ bầy bụi mù quanh tên Pol Pot mà không trúng. Thằng này thoát chết một cách kỳ lạ. Ta cũng xung phong đánh thẳng vào phum luôn. Tôi cho bắn 6 quả đạn cối 82, khẩu 12-7 cứ lưng chừng ngọn dừa mà quất hết mấy chục viên hỗ trợ cho anh em xung phong. Vào đến phum có thấy 2 xác, 2 quả đạn cối rơi nổ gần khu bếp. Trên bếp vẫn còn chảo thịt gà to tướng đang sôi sùng sục. Anh em sục sạo lôi về một chiếc xe Honda màu đỏ còn mới, 4 cái đài cassette to, phum khá rộng, có vẻ trù phú. Chúng tôi chốt ở đây 3 ngày, giải quyết hết số gia súc, gia cầm Pol Pot để lại. Trước khi rút lui,
số đài cassette và chiếc xe Honda. Tôi lệnh cho anh em quẳng hết xuống giếng, chỉ để lại độc chiếc đài Nationa 3 pin, còn đủ bao da để đơn vị dùng. Hướng tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3 và các đơn vị trực thuộc trung đoàn cũng đồng loạt bung ra làm sạch địa bàn, truy quét địch trên toàn bộ khu vực hai bên đường 5, ra sát đến biển hồ. Khu vực từ Công Pông Chư Năng đến Po Lây tạm yên tĩnh. Sáng sớm ngày 23 tháng 4, tiểu đoàn 1 và toàn trung đoàn 250 rời Po Lây. Chúng tôi cứ dọc hai bên đường 5 hành quân về Krakow. Tôi đi với hàm răng sưng vếu, đau răng, đau khủng khiếp. Krakow là một thị trấn khá lớn trên đường 5, nơi có ngã ba nối đường 28 và một nhánh đi về biển hồ. Trước khi trung đoàn 250 đến đây, và hiện tại tình hình chiến sự tại vùng này vô cùng ác liệt bởi các cuộc phản kích, tập kích của Pol Pot. Đầu tháng 4, Pol Pot đã tập trung các đơn vị có cả xe tăng, xe thiết giáp, pháo 105 từ khu vực đèo Yên Ngựa trên đường 28 dậy Orang, đánh quyết liệt vào Krakow với mục tiêu giành chiếm lại thị trấn này để chia cắt cô lập thị xã Posad. Song ý định của chúng không thành, vừa chớm tới ngã ba, tiểu đoàn 1 rẽ luôn về hướng nam theo trục đường 28, đi tiếp nên tôi không biết rõ chi tiết tình hình trong thị trấn. Chỉ nghe nói ở nơi đây đã có dân về ở, dân chủ yếu tập trung ở vùng biển hồ, cách thị trấn chừng 7 km, còn vùng trung tâm thị trấn thì chưa có dân. Trung đoàn bộ và các đơn vị trực thuộc đóng quân tại thị trấn thay thế cho đơn vị bạn. Tiểu đoàn 2 chốt ở phía bắc đông bắc, tiểu đoàn 3 chốt ở phía tây và là đơn vị mấy ngày sau được điều đi phối thuộc với trung đoàn 270, sư đoàn 341 tấn công căn cứ Lech trên đường 56. Các đơn vị của tiểu đoàn 1 hành quân tiếp khoảng 3 cây số xuôi theo đường 28. Tới nơi, chúng tôi khẩn trương vào vị trí thay cho các đơn vị của D6, E2, F8. Phía trước chốt án ngữ hướng đường từ Kramrech ra chỉ huy tiểu đoàn, bố trí đại đội 3 được tăng cường một khẩu đội DKZ-75 của đại đội 17. Phía sau cách 600m là các trung đội cơ hữu trực thuộc tiểu đoàn bộ, bố trí bên phải đường. Bên trái là vị trí chốt của đại đội 4, đại đội 2 của anh Phong và Vinh Đen ở cách đại đội 4 của tôi một con lạch nhỏ về phía bên tay trái. Hai đơn vị là vô số bờ, gò, cao thấp, rừng cây lúp xúp, xen kẽ với chảng trống, ao, đìa và ruộng bỏ hoang, cỏ mọc tùm. Đại đội 1 chốt ở cánh phải, hơi lùi về phía sau, làm nhiệm vụ cơ động cho tiểu đoàn. Chỉ huy đại đội 12 tiểu đoàn 6 ra khỏi nhà hầm, đón và bắt tay chúng tôi. Thời gian bàn giao rất nhanh chóng, tình hình địch, thủ đoạn, cách đánh, tình hình bố trí các đơn vị phòng ngự của ta, hướng chủ yếu, hướng thứ yếu, địa hình, địa vật, vật chuẩn. Khi chia tay tôi, các anh nhắc, nói anh em hết sức cảnh giác, đề phòng Pol Pot bắn tỉa. Tôi đi một vòng kiểm tra các trung đội, hệ thống hầm hào, ụ chiến đấu, hầm pháo, anh em đơn vị bạn để lại khá hoàn chỉnh và chắc chắn. Tuy nhiên, tôi vẫn nhắc nhở anh em phải củng cố thêm địa hình, địa vật phía trước, hai bên. Tôi yêu cầu các trung đội khẩn trương cho anh em làm quen, xác định lại vật chuẩn, nhanh chóng cho lót đạn vào các vị trí chiến đấu, nhất là đảm bảo cơ số đạn ở các hầm pháo. 5 giờ 30 chiều, tiểu đoàn chịu trận tập kích đầu tiên. Pol Pot bất ngờ bắn vào các chốt của đại đội 1 và đại đội 3. Có nơi chúng lợi dụng bờ gò, rừng cây lúp xúp để bám vào rất gần, rồi hò hét thổi còi. Anh em các chốt của ta bình tĩnh, chỉ điểm xạ từng loạt ngắn, kết hợp bắn vài quả cối 60, cóc ra vài quả M79. 15 phút sau, chúng im lặng. Tôi nghĩ cách ứng xử, làm quen với nhau như vậy chúng mới sợ. 3 giờ sáng, chúng lại vào quấy phá một lần nữa. Tôi vẫn đối xử lại như vậy. Lần này chúng bắn cả vào đại đội 4, nhưng không dám tiến vào gần. Riêng đại đội 4 im lặng không bắn trả. Sang ngày 24 tháng 4, suốt từ 2 giờ chiều cho đến hết đêm, Pol Pot liên tục tập kích vào các chốt của hai đơn vị phía trước, nhưng chỉ từ xa bằng các loại hỏa lực. Về hình thức, thủ đoạn, cách đánh hệt như bên Po Lây. Có điều bọn này có vẻ liều lĩnh hơn, lì hơn, buộc chúng tôi phải suy nghĩ và có cách đánh phù hợp. 4 giờ sáng ngày 25 tháng 4,
chấp hành mệnh lệnh của tiểu đoàn, tôi điều một khẩu 12 ly 7 đi phối thuộc với đại đội 1 của đại đội trưởng Nguyễn Ngọc Ngân, tăng cường thêm trinh sát vận tải của tiểu đoàn do tiểu đoàn phó Truy Già trực tiếp chỉ huy. Vòng rộng từ cánh phải đi đến 6 giờ thì bị Pol Pot bám theo tập kích vào sau đội hình. Ta bị thương hai. Đến hơn 7 giờ, tới trước khu vực đại đội 3, cũng là lúc Pol Pot vào tập kích, C3 rút ra, để hai lực lượng trong, ngoài của ta táng nhau một chập chừng 10 phút. Kết quả một đồng chí B trưởng của C1 hy sinh, quân ta chiến thắng quân mình, khênh cáng nhau rút về. Anh Truy bị anh Tý D trưởng mắng trong một trận, vuốt mặt không kịp. 9 giờ sáng ngày 26 tháng 4, lúc này các đơn vị của ta đang đồng loạt tiến công vào trung tâm Lech trên đường 56. Tiểu đoàn 3 tăng cường cho trung đoàn 270, sư đoàn 341 tham gia trận đánh này. Tôi men theo lòng con mương cạn để lên ban chỉ huy tiểu đoàn họp nhận kế hoạch tác chiến. Mới đi được một đoạn chừng hơn 200 mét, từ hầm ban chỉ huy ra, ngó sang bên trái bờ mương, thấy mấy đám dưa mọc hoang trên ruộng, lẫn trong đám cỏ, có mấy trái thấy hấp dẫn quá, bèn liều mình đi tới, vừa cúi xuống hái, thì cắc, đọc, một viên đạn bắn tỉa, rít sát chân tóc. Linh cảm khiến tôi ngã lộn một vòng, rồi lập tức vọt ngay xuống lòng mương, nhanh còn hơn cả phi ngựa. Lúc đến được hầm ban chỉ huy tiểu đoàn, hổn hển kể lại cho anh Tý. Anh Tý còn mắng cho: mày thì chủ quan, đi cứ ưỡn ngực ra. Tôi có dáng đi ưỡn ngực. Ú quá, lên 12 giờ trưa, về đến đại đội, tôi liền cho khẩu 12 ly 7, chọn nhằm vào đám cây cao xa ở phía trước đơn vị mà nã đạn, rồi cứ thỉnh thoảng lại cho nã vài loạt đạn vào những đám cây này. Sau khi hội ý với ban chỉ huy, tôi cho gọi tất cả cán bộ từ khẩu đội phó lên họp để quán triệt nhiệm vụ, chuẩn bị cho cuộc tiến công từ đây vào đèo Yên Ngựa và ga Cam Rếch. 2 giờ sáng ngày 27 tháng 4, bọn Pol Pot lại bất ngờ tập kích vào đội hình tiểu đoàn 1. Một toán Pol Pot liều lĩnh luồn theo con lạch nhỏ giữa C2 và C4 mò vào. Anh em trung đội 1, lúc này cậu Nguyễn Trung Thành, tức Thành Sứt, đã được đôn lên nhận chức trung đội trưởng, thay cho cậu Minh Hùng lên đại đội phó. Phát hiện được, dù đêm tối trời, anh em bắn, toán Pol Pot bỏ chạy. Sáng ra kiểm tra thấy có vết máu đầm đìa, nó đã mò vào sát chốt. Đêm đó, hướng đại đội 2 đặc biệt dữ dội, Pol Pot liên tục vào tập kích. Đạn B-40, B-41, AT nổ liên hồi, sáng rực cả bầu trời. Đại đội 2 đã có một đồng chí hy sinh và 7 đồng chí bị thương. Đến 4 giờ sáng, phía sau đại đội 4, hướng hầm hậu cần nuôi quân, tiếng súng bỗng nổ gian lên. Anh em phát hiện Pol Pot luồn vào theo khoảng trống giữa dê bộ và đại đội 1, dưới sự chỉ huy của đồng chí Nguyễn Thành Công, quản lý đại đội, với 6 tay súng AK, tận dụng sự che chắn của công sự, hầm hào. Anh em bình tĩnh, điềm xạ, kết hợp sử dụng lựu đạn, dũng cảm đánh trả. Đạn B các loại cùng đạn AT Pol Pot phóng vào, nổ chùm lên toàn bộ vị trí phòng ngự của đại đội 4. Rất may cho chúng tôi là không có ai bị thương vong. Khi im tiếng súng, tôi cùng cậu liên lạc xuống ngay hầm cối trung đội 2, cách hầm chỉ huy của tôi 20 mét về phía sau. Mùi thuốc súng, mùi cỏ cháy còn khét lẹt. Pháo thủ số 1 Dũng Bom, lính 76 người Nghệ An, mặt mũi đèn nhẹm, nói giọng rất khó nghe: các bố chẳng bắn chi viện chi cả, choa tính nó mà nhào vô là đập quả đạn ni cho nổ. Dũng chỉ quả đạn cối 82 lắp ngòi M6, đã tháo chụp bảo hiểm. Tôi cười, vỗ vai Dũng động viên: không đến nỗi phải thế, cứ bình tĩnh, đúng phương án tác chiến đánh đêm, bố nó cũng không dám vào gần. Nói vậy xong, tôi cũng có nhiều suy nghĩ, không thể chủ quan với bọn Pol Pot này được. Điều không thể rồi sẽ có lúc có thể xảy ra. Cuộc chiến trên đất Campuchia này không có phía trước, phía sau. Cuộc chiến không có tù binh, chỉ có sống hoặc chết. Đối với cả hai bên, một khi bạn đã trở thành thù, thì sự chém giết thực sự là kinh khủng. Rồi hừng đông cũng hừng sáng, có tiếng chim hót líu lo trong lùm cây cành lá xác xơ, trận địa khét lẹt mùi thuốc súng, một ngày mới cũng đã đến. Cũng buổi sáng hôm đó, tầm 4 giờ, trong lúc Pol Pot đang tập kích đại đội 4, thì đại đội 3 tổ chức cho một trung đội bí mật
luồn ra phía trước, cách khoảng 300 mét, triển khai đội hình phục kích. Anh em không phải đợi lâu, hơn 1 giờ sau, một toán Pol Pot đã mò vào. Anh em đồng loạt nổ súng, 2 thằng Pol Pot chết tại chỗ, số còn lại ôm đầu máu bỏ chạy. Ta thu 1 khẩu B-41, 1 khẩu K-63. Tối ngày 27 tháng 4, mưa, trận mưa đầu mùa trên đất Campuchia khiến hầm hào, hầm trú ẩn công sự ngập lõng bõng trong nước. Cán bộ chiến sĩ ướt như chuột lột. Đến 12 giờ, Pol Pot lại tập kích chốt của đại đội 2. Tôi trực tiếp xuống trung đội 2, lệnh trung đội trưởng Nguyễn Văn Tiến cho bắn chi viện 20 quả đạn. 15 phút sau, im tiếng súng cho đến tận sáng. 7 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 4, tôi nhận được lệnh của anh Tý Dê trưởng thông báo chuẩn bị đến giờ G tấn công vào đèo trên đường 28. Đúng 10 giờ, các khẩu pháo 105, DKZ-75, cối 120 của trung đoàn đồng loạt nhả đạn. Mấy khẩu pháo tép của đại đội tôi cũng được lệnh khai hỏa. Anh em được thả ga, nhả đạn, kéo cò. Chẳng nhìn thấy Pol Pot đâu, cũng chẳng biết phía trước bọn Pol Pot có tổ chức phòng ngự, hầm hố, công sự gì không. Lệnh bắn là cứ bắn. Đạn thì đã có Liên Xô. Trên bản đồ quân sự, từ điểm chúng tôi đứng chân đến đèo còn khoảng 10 km. Đến pháo của E còn chưa với tới, huống hồ dàn pháo tép của tôi. Chỉ khổ mấy cậu lính vận tải dê, E cổ ra mà tiếp đạn. Tiểu đoàn 1 xuất kích, chúng tôi băng qua những cánh rừng mà từ đó Pol Pot lợi dụng mò vào để tập kích chốt của ta. 2 xác thằng Pol Pot bị anh em đại đội 3 phục bắn chết, nằm úp sấp ven đường. Họ đi chân đất, nắm cơm trắng gói trong chiếc khăn cà ma văng tung tóe, trộn trong máu đỏ tươi. Ôi chiến tranh, nghĩ cho cùng là điều ngu ngốc, thể hiện sự yếu kém của những nhà chính trị, người dân, người lính bên nào cũng khổ. Đã có mấy kẻ chiến đấu vì hận thù, tự nguyện hy sinh vì lý tưởng. Nhưng những người nông dân này, họ buộc phải cầm súng chiến đấu và chết để bảo vệ tổ quốc của họ. Tiểu đoàn 1 lúc này được tăng cường thêm đại đội 7 của tiểu đoàn 2 cùng các đại đội hỏa lực của trung đoàn. Có như vậy, tấn công chính diện thẳng đường 28 vào đèo In Ngựa mới tiến được khoảng 5 km, thì cậu Lân, C phó C7, lính 74 người Nam Định, có quãng thời gian cùng với tôi công tác tại tổng trại 1 tù binh ở Quảng Nam, thấy lố nhố phía trước có người, chẳng hiểu suy nghĩ ra sao, hoặc quá chủ quan, đã nhảy thẳng ra mặt đường, hờ hờ cái mũ, tưởng lính ta để bắt liên lạc. Lần hứng chọn một trái đạn, vỡ tung vùng hạ bộ, chết không kịp kêu lên một tiếng. Tiểu đoàn 3, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phối thuộc với E-270, đánh căn cứ Lech, cũng đã tạo thành mũi cánh phải, tiến về khu vực đèo Yên Ngựa. Riêng tiểu đoàn 3 trước đó không trực tiếp tấn công vào Lech, nhưng phải đối mặt với các lực lượng Pol Pot ở vòng ngoài của Lech. Vì toàn bộ khoảng trống giữa trục đường 28 đến đường 56, Pol Pot hoạt động rất dữ để ngăn chặn từ xa. Nhiệm vụ của Z3 lúc này là đánh chiếm cao điểm bên phải, tạo thế để cùng các lực lượng khác của trung đoàn tấn công dứt điểm vào đèo Yên Ngựa. Ngày 29 tháng 4, khi Z1 còn đang chốt lại cách đèo 2 km để chuẩn bị tấn công, thì Z3 đã làm chủ mục tiêu ở cánh phải. Quá trình tiến đánh và làm chủ mục tiêu, tiểu đoàn 3 cũng đã vấp phải một số khó khăn. Có phân đội bị địch vây đánh và đã có thiệt hại, nhất là đối với C10 chủ công do đại đội trưởng Ất, tức Ất Toác chỉ huy. Ở hướng này, cơ bản Pol Pot đã chủ động rút chạy. Ngoài việc làm chủ cánh phải, Z3 còn thu được một số vũ khí trang bị, một xe cáo pháo Hồng Hà, một khẩu pháo 105, một xe đốt cứu thương. Tiểu đoàn 2 thiếu, đảm nhiệm đánh cao điểm bên trái. Đây là điểm cao nhất, đỉnh Túc Sa cao 408 m. Nhưng Pol Pot không có ý định cố thủ. Tiểu đoàn 2 lên đến nơi, Pol Pot cũng đã rút, để lại một số công sự hầm hào sơ sài. 8 giờ sáng ngày 30 tháng 4, tiểu đoàn 1 cùng các đơn vị tăng cường nổ súng tấn công hướng chính diện. Z2 và Z3 hai bên đánh ập xuống, dứt loạt pháo cối, chúng tôi ào lên. Pol Pot gần như không chống trả và đã bỏ chạy mất. Làm chủ trận địa, trong lúc anh em mới phát hiện một thằng Pol Pot ngơ ngác gánh một gánh cơm. Và đây là tên Pol Pot duy nhất bị ta tiêu diệt khi đánh chiếm đèo Yên Ngựa. Đèo Yên Ngựa thực chất chỉ là một cái dốc cao của con đường 28 đi qua để vào ga Cầm Rếch.
hệ thống hầm hào công sự ở đây khá vững chắc. Thực sự Pol Pot không lâm vào tình thế vừa bị ta tấn công, đánh tan tành, tiêu diệt căn cứ Lech. Các sư đoàn đã tan rã, tháo chạy vào sâu trong các dải rừng hiểm trở sát biên giới với Thái Lan. Thì với lợi thế về địa hình phòng ngự như vậy, trung đoàn 250 có qua đây cũng còn vất vả đổ máu. Trung đoàn bộ cùng các đơn vị trực thuộc chốt tại đỉnh đèo. J3 tiếp tục phát triển về ga xe lửa Cầm Rích, truy quét địch và bắt liên lạc với sư đoàn 9, quân đoàn 4. Tại sân ga Cầm Rích, anh em tiểu đoàn va phát hiện Pol Pot xếp 3 đầu lính ta, không biết của đơn vị nào bị chúng bắt. Chúng chặt đầu, đem ra xếp thành ông đầu rau, nhóm lửa đốt ở giữa. Môi lợi sun hết cả lại, cực kỳ man dợ. Đúng là bọn Pol Pot giết người không ghê tay. Anh em ta chẳng may bị thương, bị bắt, đi lạc mà lọt vào tay chúng thì kết cục sẽ đau đớn và không toàn thây. Tiểu đoàn 2 quay lại làm nhiệm vụ càn quét, làm sạch địa bàn đến Krakow. Tiểu đoàn 1 qua đèo rẽ cánh phải. Đèo là điểm cao 124 của dãy Orang. Chúng tôi bắt đầu chiến dịch truy quét, làm sạch địa bàn phía nam dãy Orang vào đến đường xe lửa. Độ này cứ đến tầm 3 giờ chiều là trời mưa. Mùa mưa đã bắt đầu trên đất Campuchia. Mưa thường kéo dài 6 tháng triền miên, ẩm ướt lầy lội. Mới vào đầu mùa mà rừng cây như thay áo mới, khoác lên một màu xanh đến nhức mắt. Hành quân luồn rừng trong trời mưa tầm tã, cực khổ vô cùng. Mỗi vắt nhiều đã đành, nhưng không hiểu sao ruồi nhặng bùng phát từ đâu lại nhiều đến vậy. Trong đời tôi chưa hề thấy cảnh tượng đó bao giờ. Ruồi dường như kín đặc cả không gian, tròn to như con nhặng. Anh em ăn cơm trong rừng phải căng màn, nói ra thì chắc không ai tin. Đơn vị lác đác đã có người ốm. Đầu tiên là chính trị viên Lê Xuân Ảnh. Anh vốn đã cao, gầy sẵn, ốm sốt một trận trông thảm hại luôn. Hai môi thâm xì, ho sủ sụ. Tôi gọi trêu là ông Ảnh tắc kè. Sau khi đơn vị chốt tại khu 20 nhà, đỉnh điểm của vùng sốt rét, khỏe như tôi mà cứ hai ngày nó dã cho một trận. Có ngày cả đại đội ốm, đến không có cả ai nấu cơm. Sáng đến vùng Sam Lốt Ta Bát, còn có chủng sốt rét đái ra huyết cầu tố. Cứ bị lần thứ hai là khả năng sống sót của lần thứ ba thì bằng không. Sốt rét đã đánh khuỵ chúng tôi, tiêu hao đến một nửa quân số của đại đội, của tiểu đoàn. 14 ngày kể từ khi trung đoàn 250 chiếm được đèo Yên Ngựa, J1 dường như quần nát địa bàn bên trái đèo, phía nam dãy Orang, cho đến đường xe lửa, bên kia đường xe lửa là vùng núi của dãy Caravan. Địa bàn hoạt động của sư đoàn 9, quân đoàn 4, sâu vào trong đó là nơi đang diễn ra những trận đánh đẫm máu giữa ta và Pol Pot. Lớn nhỏ, tiểu đoàn 1 chạm súng ngót 10 trận. Đặc biệt trận ngày 4 tháng 5, trinh sát phát hiện một đoàn xe bò cùng với dân rất đông, khoảng vài trăm người. Mục tiêu của chúng tôi là tìm và kéo dân quay ra đường 28 để về Krakow. Nhưng khi vận động gần đến nơi thì bị Pol Pot chốt trong một phum nhỏ chặn lại. Hàng loạt AK, đạn B, Pol Pot bắn về phía chúng tôi. Đại đội 3 do C trưởng Lê Đình Giáo dẫn đầu xốc thẳng vào. Rất may khẩu đại liên K53 loại có 3 chân như 12 ly 7, bắn đạn K44 mới tinh của Trung Quốc. Ở hướng chính diện, Pol Pot bắn được có 2 viên thì bị hóc đạn. Tất nhiên hai thằng Pol Pot bị anh em giải quyết gọn, thu vũ khí, hỏa lực của C4, chưa kịp triển khai trợ chiến thì ở các hướng bộ đội ta cũng nhanh chóng làm chủ trận địa. Có 6 xác chết, còn lại Pol Pot lật mất. Ta bị thương 2, J1 chốt luôn tại đây. Sau khi gom toàn bộ dân vào một khu vực, đêm hôm đó cậu liên lạc kiếm đâu được nửa ống tre đường thốt nốt. Thú thực vị ngọt thơm của ống đường đó còn lưu lại trong tôi đến tận bây giờ. Chiều hôm sau, chúng tôi bàn giao số dân đó cho C16 để anh em tổ chức áp tải họ ra. Còn J1 tiếp tục quặt về hướng Tây Bắc, tiến sâu vào vùng lõi dãy Orang. Một tiểu đội của C16 khi áp tải dân đã bị bọn Pol Pot tổ chức phục cướp lại dân. Anh em chiến đấu không lại, bị thương 2, hy sinh 1. Chiến sĩ hy sinh còn bị Pol Pot cắt mất đầu mang đi. Anh em sau này đi tìm đầu của chiến sĩ này nhưng không thấy. Ven các con đường lâm nghiệp trong dãy Orang,
Chúng tôi gặp lác đác nhiều đống xương người. Có thể chính quyền Pol Pot đã đưa họ đến đây để thủ tiêu. Thật là một chính quyền quái gở, nhất là khi gặp hố nước to, trước khi lấy phải quan sát kỹ xem dưới đó có xác người hay không. Nhiều phen chúng tôi dùng nước suối tiến lên một đoạn thấy có xương người, thôi thì dùng rồi, nôn ra làm sao được. Kéo đi kéo lại, đến ngày 11 tháng 5, tiếp cuộc hành quân mệt mỏi vô cùng, cắt rừng, vượt núi, leo dốc, xuống vực khổ quá. Chúng tôi lên đến đỉnh 409 của dạng Orang, đứng trên đỉnh nhìn rõ mặt nước biển hồ xa xa về hướng tây bắc, vẫn sáng nóng khủng khiếp. Chiều và tối thì mưa rầm rề, bộ đội ta ốm sốt nằm la liệt. Anh Tý cho tiểu đoàn chốt lại ở phía bắc của đỉnh 409. Mờ sáng hôm sau, anh em phát hiện dưới chân núi có dân, có địch. Thế là cuống hết cả lên, chuẩn bị cho một trận đánh. Anh Việt tác chiến cùng C1, C3 khẩn trương đưa quân xuống tiếp cận mục tiêu. C2 chốt lại trên đỉnh làm lực lượng dự bị. C4 triển khai gấp trận địa cối, xác định cự ly để sẵn sàng trợ chiến. Lệnh tăng cường khẩu 12-7 đi theo C1 mà lúng túng quá, khiến anh Tý tức lẩm bẩm chửi lên, rồi chạy sang kiểm tra đồn đốc. Khẩu 12-7 vừa theo sau đội hình C1 đi khỏi. Quay lại, anh Tý là người đầu tiên nhìn thấy hai thằng Pol Pot. Trên vai mỗi thằng vác một khẩu K-63 vừa từ dưới vạch cây rừng đi lên. Cách anh chỉ 5 mét, lúng túng bất ngờ rút được khẩu K-54 ra khỏi bao thì hai thằng Pot đã ào một cái lặn mất tăm vào trong rừng, vã mồ hôi hột. Tôi và anh Ảnh đứng cách anh Tý có 2 mét, mặt tái xanh vì tình huống bất ngờ. Đúng lúc này, phía dưới núi súng đã nổ ầm ầm, khẩu 12-7 xuống sau nên không kịp giá để bắn. Bộ đội ta ao vào. Trên này tôi cho bắn 4 quả đạn cối 82 vọt tầm để lấy tiếng nổ uy hiếp địch. Trận đánh nhanh chóng kết thúc, 7 người dân bị trúng đạn chết, một số bị thương. Khi anh em trong khu vực trại kiểm tra, thu được 2 khẩu AK và 3 khẩu CKC cũ. Dân có khoảng 2.000 người. Chính quyền Pol Pot lùa họ vào hẻm núi này, dựng lên hàng dãy nhà dài, mái lợp bằng cỏ tranh, vách thưng nứa. Có khu bếp ăn tập thể, khu chăn nuôi gia súc, gia cầm, có vườn rau xanh. Bị tấn công bất ngờ từ phía sau nên lực lượng Pol Pot bảo vệ ở đây đã bỏ chạy sạch, hoặc chúng giấu súng rồi trà trộn vào dân cũng không biết nữa. Chúng tôi cảm nhận thấy sự hoảng loạn, sợ hãi đến tột cùng của dân khi bộ đội ta tiến vào, nên lệnh cho các đơn vị nhanh chóng rút hết ra ngoài, tổ chức cho dân đi chôn lấp số người đã chết, băng bó chăm sóc những người bị thương, rồi bằng mọi cách vỗ an dân. Rất may trong đám dân ấy cũng có một hai người biết tiếng Việt, nên được chúng tôi tận dụng ngay làm phiên dịch. Tiểu đoàn chỉ để lại C2, C4 cùng dê bộ trên đỉnh 409, còn hai đại đội bộ binh xuống bố trí trên hai mỏm cao sát với thung lũng khu dân ở để bảo vệ cho dân. Chúng tôi ở đây tổng cộng 6 ngày, tiến hành lùng sục cấp đại đội 4 lần, tiến ra xa đến 5 cây số, song không phát hiện dấu vết của địch. Đại đội 4 sục xuống khu vực hai thằng Pot hôm chạm trán với anh Tý chạy xuống. Chúng tôi phát hiện một kho nhỏ ven khe suối rậm rạp. Trong kho còn khoảng hơn 1 tấn thóc cùng một số đồ lặt vặt. Tôi cho anh em dùng được cái gì thì lấy, sau đó phóng hỏa đốt sạch kể cả kho thóc. 6 giờ sáng ngày 18 tháng 5, đại đội 1 đi đầu, tiếp đến là dân, một đoàn rất dài, xe bò lẫn người đi bộ. Chúng tôi động viên họ cố gắng mang theo thật nhiều thóc gạo và gia súc. Đại đội 2, đại đội 4 và tiểu đoàn bộ cũng xuống núi. Đại đội 3 có nhiệm vụ đốt tiêu hủy toàn bộ khu lán trại, thóc, kho tàng còn lại, rồi rút sau cùng. Đoàn người thẳng hướng đường 5 đi mải miết. Đến chiều muộn, chúng tôi mới ra đến đường 5. Lúc này trên đường 5 đông nghịt người, từng toán, từng đoàn người dân như những cái bóng lê lết ở trên đường, ngược xuôi tìm về quê cũ. Điều ám ảnh với tôi nhất, vâng, đã hơn 30 năm tôi không thể nào quên được, đó là ánh mắt. Ánh mắt của một cô gái trẻ chừng 18 đôi mươi, bên cạnh một cụ già gầy ốm ngồi nghỉ ở ven đường. Trong một không gian lặng lẽ thê lương, chiều hoàng hôn tím thẫm, chân trời phía tây ngùn ngút, mây dáng chiều hắt đỏ bầm như máu. Cô đăm đắm nhìn tôi, người lính Việt cũng gầy gò xanh xao không kém, đôi mắt tròn, to, đen,
và buồn thăm thẳm. Chào ôi, lúc đó tôi liên tưởng ngay đến ánh mắt người sơn tây của Quang Dũng, u uẩn chiều lưu lạc, buồn viễn xứ khôn khuây. Chiều và tối hôm đó trời không mưa. Trung đoàn 250 rời bỏ Krakow tiến về Posad. Đoàn xe GMC của quân đoàn 4 chở chúng tôi theo đường 5 hành quân, chớm tới thị xã rồi rẽ vào đường 56. Chúng tôi đi về hướng thị trấn Lech. Đến 17:30 chiều, dừng xe nghỉ lại ven đường tại một nông trường bạt ngàn sắn. Khu vực này có một đơn vị của trung đoàn 266, sư đoàn 341 chốt giữ. Bộ đội ta lấy lá sắn luộc và xào với thịt lợn hộp làm bữa cơm chiều. Sắn chưa có củ to, ở mấy vạt mới trồng, nghe nói lính 266 tổ chức đi xăm và đào được vô số vũ khí, đạn dược, bộ bốt chôn sâu ở phía dưới. Trên giải một lớp xác người, rồi mới san đất và trồng sắn lên trên. 7 giờ sáng ngày 24 tháng 5, đơn vị tiếp tục hành quân. Cung đường từ thị xã Posad vào đến thị trấn Lech khoảng 35 cây số. Càng vào gần thị trấn Lech, dấu vết của trận tấn công vào đây từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 4, còn lại là vô số các hố đạn pháo, cối, nhà cháy, cầu cống bị đánh sập và phá hủy, các xe pháo hầm hào công sự ngổn ngang. Chúng tôi đi ngang qua chiếc xe ủi màu vàng, dùng để ủi chôn xác người dở dang Pol Pot bỏ lại để tháo chạy. Đấy là nghe cánh chính trị nói vậy. Còn tôi đoán do có rất nhiều xác dân, xác lính Pol Pot chết, bộ đội ta dồn đến có cả vài trăm xác xuống một cái ao cạn, rồi dùng máy ủi đất lấp sơ sài. Mùi xác chết phân hủy chỗ đặc quánh, chỗ phảng phất trong không khí, quạ bay thành đàn và ruồi nhặng nhiều đến kinh khủng khiếp. 9 giờ tới bờ sông Posad, nước lũ đang rút, trung đoàn phải chờ đến 4:30 chiều, cùng binh mới ghép được cầu phao cho đơn vị vượt sông. Bên bờ sông này, chúng tôi được tận hưởng một khoảng thanh bình hiếm hoi, được ngắm sông nước mênh mông, hào phóng, mùi phù sa tươi mát, hít căng lồng ngực, mùi hăng hăng ngọt ngọt của cỏ non mới nhú. Hàng đàn sẻ đồng kêu chí chóe, xa xuống rồi áo bay bốc lên. Có một con voi nhỏ được một chú bé dắt ra sông tắm. Lính ta vài anh trần truồng như nhộng len vào đùa nghịch vẩy nước tung tóe. Tiếng cười đùa trong trẻo vô tư. Ôi giá như không có chiến tranh, cái cuộc chiến tranh chết tiệt này. Sang sông, đi tiếp 2 cây số, dừng lại ở một đồn điền cây ăn trái khá lớn. Tiểu đoàn 1 được bố trí trạm nghỉ trong một vườn cam rất rộng. Những cây cam đang mùa bói quả, chĩu chịt quả non. Nhìn những vườn cam ven sông, tôi lại nhớ đến vùng cam Bố Hạ nổi tiếng ở quê tôi, nơi thượng nguồn con sông Thương với giống cam sành nổi tiếng. Càng đi xa càng nhớ. Khi đã ổn định vị trí, tôi cho bộ đội sục sâu vào cuối vườn. Anh em phát hiện 2 đến 3 nhóm người dân, chắc là nhóm gia đình, vẫn là dân di tản. Họ sống trong những cái lán tạm bợ, ai cũng gầy gò, đói khát, xanh xao, run lẩy bẩy. Trong lán chẳng có gì ngoài vài cái nồi nhỏ, méo mó, cùng đống quần áo rách màu đen bẩn thỉu. Chúng tôi cho họ gạo, muối, cơm nắm. Đám người này có lẽ họ sẽ sống sót. 8 giờ sáng ngày 25 tháng 5, trung đoàn lên xe hành quân tiếp, thẳng về hướng dặng núi Caravanh hiểm trở ở gần biên giới. Mới đi được khoảng 10 km, đã thấy hai bên đường ngổn ngang lều lán sập đổ, vô số vận dụng song nồi, chăn chiếu, quần áo giặt một màu đen rách nát của dân bỏ lại khi bị Pol Pot lùa sâu tiếp vào trong núi. Ở đây thỉnh thoảng mới gặp một vài xác chết đang phân hủy. Cảnh tượng hai bên đường cứ như vậy kéo dài đến hơn 20 km. Chúng tôi đi, và rồi chúng tôi đã thấy, đã chứng kiến tận mắt thảm cảnh bi thương của dân tộc này. Bắt đầu là một vài toán người dân lê lết di chuyển ngược ra. Họ đi âm thầm như những cái bóng lặng lẽ trong mưa. Mưa, một vài trận mưa đầu mùa đã biến con đường 56 cấp phối thành một dải bùn lầy nhầy nhụa. Những toán người dân kéo ra ngày một đông hơn, nhiều hơn. Họ run rẩy đói khát, đi ngược chiều là đồng loại. Nhìn cảnh đó không ai có thể cầm lòng. Nếu như nạn đói năm 1945 ở miền Bắc Việt Nam ta, xác người chết đói phải lượm bằng xe bò chở đi chôn, gạch một vết đen khó nhòa trong lịch sử dân tộc, thì ở đây, cảnh đó đang diễn ra trước mắt chúng tôi. Đã thấy nhiều hơn xác chết,
Dòng người khốn khổ đi ra, rồi nhất nhiều người nằm gục chết ven đường. Càng đi vào, càng nhìn thấy nhiều hơn. La liệt, chỗ một, chỗ hai ba người, chỗ một đám bảy tám người đã chết. Người đang hấp hối, người cố bấu víu vào nhau để bò, lết đi. Có chỗ tôi nhìn thấy bốn năm xác trẻ chết nằm quanh gốc cây, như chúng đang nằm ngủ. Có một bà cụ già ngã chết trên đường, mà hai tay cụ đang giang ra, như cố bấu lấy một cái gì đó thật mong manh, vô hình. Ngồi trên cabin, tôi phải hét thật to để cậu lái xe đánh gấp tay lái, tránh đè vào xác bà cụ. Cậu ta mặt xanh xám, vã mồ hôi, luống cuống xử lý. May mà tránh kịp. Một xác chết phân hủy đặc quánh không khí, rồi nhặng đen kịt. Bộ đội ngồi trên xe, hai tay bịt chặt chiếc khăn mặt bông vào mặt. Tôi không còn từ nào để diễn tả nỗi kinh hoàng, rùng rợn khi chứng kiến cảnh này. Cái giá phải trả của một chế độ với một đường lối chính trị cực đoan, không tưởng, là sinh mệnh của chính hàng vạn, hàng triệu người dân vô tội của mình. Dân vẫn kéo ra, phải có đến hàng vạn người. Vâng, hàng vạn người từ rừng sâu, núi thẳm kéo ra. Hàng ngàn người, hàng vài ngàn người, chỉ còn mảnh vải đen rách nát che thân. Kiệt sức, bệnh tật, đói khát, đã bỏ xác ven đường, xác chết gục, dồn nhiều nhất bắt đầu từ cung đường xuyên rừng vào đèo khỉ. Còn biết bao nhiêu người nữa gục ngã nơi hẻm núi, bìa rừng, khe suối. Chắc chắn khi đưa dân vào đây, chính quyền Pol Pot, những tưởng sẽ lập một thủ đô kháng chiến trong vùng rừng núi Caravan hiểm trở, giáp với Thái Lan. Dân sẽ phát dãy làm nương, cung cấp lương thực và sức người để tổ chức đánh ta lâu dài cho đến ngày toàn thắng. Đến nỗi bây giờ, trước sức tấn công mãnh liệt của quân tình nguyện Việt Nam và lực lượng nổi dậy của bạn, dồn từ Tà Xanh sang, từ Lách xuống, chúng phải bỏ dân, bỏ của chạy tháo thân sang đất Thái. Hồi tưởng lại, mà cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn không khỏi rùng mình. Tôi nhớ đến một đoạn đường khi anh em xuống đi bộ, trong lúc chờ xe kéo qua, đám bùn lầy để tiến vào. Tôi đã cho anh em lấy gạo trên xe để phát cho dân. Mỗi xe đều chở lót thêm 1,5 tấn gạo trên thùng. Mặc kệ cậu quân nhu kêu lên, dọa báo cáo cấp trên. Gặp một toán dân trên một bãi đá, tôi lặng người khi nhìn người phụ nữ xanh xao, tay vợt từng vật nước mưa, trong hốc đá, dưới lên đôi bắp chân phủ nứt như quả dưa bở. Bên cạnh là hai đứa trẻ chừng 7-8 tuổi, khoác tay nải bằng khăn cà ma. Tôi gọi y tá đến cho mấy mẹ con cậu một tượng gạo, một lọ vitamin B1, một lọ subamid. Thời kỳ này bộ đội ta cũng đang rất thiếu gạo, thiếu thuốc. Nhưng sau đó tôi không chắc là bà mẹ của những đứa trẻ này còn sống không. Khẩu phần ăn trưa của anh em chúng tôi san sẻ cho dân hết. Đêm hôm đó, đội hình hành quân của Trung đoàn 250 phải ngủ lại lưng trường đèo giữa rừng. Đến tận trưa hôm sau, khi vào đến đỉnh đèo khỉ, nơi có một tấm bia đá sa thạch màu gan gà, trên khắc vài dòng chữ run, nơi Trung đoàn 28 sư 10 chất ở đó, mới phát hiện là bị lạc. Biệt danh Trung đoàn trưởng Hòa Lạc có từ đây. Thế là toàn trung đoàn lại co kéo nhau bỏ ra. Trên cung đường đầy xác chết ngày hôm qua, đã thấy từng tốp lính của Trung đoàn 28 mang xăng và lấy củi khô đốt tẩy uế. Mùi xác chết bị thiêu cháy khét lẹt. Xe chúng tôi hễ cứ phát hiện có trẻ nhỏ đi trên đường là anh em túm lấy, đưa lên thùng xe mang ra, và chúng sẽ sống. Chiến tranh, loạn lạc, kiểu gì người dân lành cũng lĩnh đủ. Sau ngày đó, khi có dịp viết thơ về cho gia đình, tôi đã phải nói với cha mẹ rằng, kể cả khi Trung Quốc có đánh đến sông sỏi gần nhà, thì cũng đừng dắt díu nhau mà chạy loạn. Để rồi không chết vì bom rơi đạn lạc, thì cũng chết vì bệnh tật, đói khát. Đến thời điểm này, cơ bản E-250 đã kết thúc giai đoạn là lực lượng cơ động chiến đấu để chuyển sang trạng thái đến hết năm 1982 là chốt giữ địa bàn, vùng biên giới, truy quét, triệt phá các căn cứ, hành lang xâm nhập nội địa của Pol Pot. E-250 thôi trực thuộc F-341 và đã chính thức trong biên chế của Sư đoàn 309. Nhiều hoạt động gần như độc lập trong một địa bàn có địa hình và điều kiện thời tiết khắc nghiệt bậc nhất Campuchia, phải đối mặt trực tiếp với hai sư đoàn Pol Pot và các lực lượng Sreika. Các tiểu đoàn, đặc biệt là tiểu đoàn 1, gần như độc lập với trung đoàn trong một thời gian dài. Có thể nói đây là thời kỳ bi hùng nhất của Trung đoàn 250 trong cuộc chiến biên giới Tây Nam này.
thời kỳ phát tích câu vè phổ biến trong sư đoàn 309, đánh 31, chốt 812, chạy dài 96, đổ máu 250. Bỏ đường 56, chúng tôi rẽ sang con đường đất còn khá khô ráo, tiến về khu 20 nhà. Bản 20 nhà không có tên, được xác định trên bản đồ quân sự tỷ lệ 1/25.000 bằng 20 chấm ký hiệu tụ thành một đám, chủ yếu ở phía bắc một con suối lớn. Bản lọt thỏm trong vùng rừng núi mênh mông, trùng điệp, hiểm trở của dãy Caravanh. Dãy Caravanh còn gọi là dãy Bạch Đậu Khấu, là một trong những dãy núi cao và hiểm trở bậc nhất Campuchia, nằm sát biên giới Thái Lan, kéo dài suốt từ tỉnh Cô Công qua tỉnh Công Pông Trư Năng, tỉnh Pua Sát và 1/5 biên giới tỉnh Bát Tam Bang. Nó có một nhánh phát triển chéo lên hướng Tây Bắc, bắt đầu từ tỉnh Công Pông Trư Năng để hình thành lên dãy Orang. Trên bản đồ quân sự ở vùng này, rải rác những ký hiệu 3 nhà, 5 nhà, những con đường mòn len lỏi giữa rừng, ven suối, những chỉ dấu tụ thủy, tàn tích, dấu trắc địa, độ dày thưa của bình độ thể hiện dốc đứng thoai thoải của các mỏm cao đều chính xác đến kinh ngạc. Khu bản 20 nhà hiện đang có Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 chốt giữ. Trung đoàn 250 vào đây để thế chỗ cho E-24 rút ra. Sáng ngày 30 tháng 5, tiểu đoàn 1 từ bản 20 nhà tiếp tục theo đường mòn hành quân về hướng Tây Nam, hướng biên giới, 4 km nữa thì dừng lại. Chúng tôi sẽ xây dựng trận địa phòng ngự và chốt tại đây. Sáng hôm sau, giao đơn vị cho anh Ảnh chỉ huy. Tôi cùng Hùng đại đội phó và cậu liên lạc, mang theo 4 ngày ăn, lập tức lộn lại trung đoàn, đóng tại khu 20 nhà để hình thành đoàn cán bộ. Đi địa hình lên chốt của trung đoàn 14, công an biên phòng mới được đưa ra sát đường biên phía trước của trung đoàn 250. Bởi tình hình vô cùng khẩn trương, M14 công an biên phòng mới vào trước chúng tôi mấy ngày. Trung đoàn 24, sư đoàn 10 sắp rút ra, chỉ còn hơn 10 ngày nữa để chúng tôi chuẩn bị điểm đứng, kho tàng dự trữ lương thực, đạn dược cho mùa mưa đã đến và làm nhiệm vụ tuyến 2 cho trung đoàn 14 ở phía trước. Từ 8 giờ sáng, chúng tôi đi đến 3 giờ chiều mới vào đến khu bản 3 nhà. Đường rừng âm u, công binh mới phát quang, dọn dẹp, đủ cho hai vệt bánh xe đi. Nhiều chỗ lầy lội tụ thủy, được ken bằng những cây thân gỗ rừng. Đi đến cả chục cây số, không thấy ánh mặt trời rọi xuống nền đường. Leo đèo lội suối, có đoạn lòng suối cạn là lòng đường luôn. Con đường này sau trở thành đại lộ kinh hoàng của anh em sư 339 và E-14. Biết bao sinh mạng, biết bao đôi chân của bộ đội ta đã nát tan chính tại con đường này vì mìn và vì bọn Pol Pot phục kích. Bản ba nhà giống như một cái dãy nhỏ ven dòng suối ở giữa rừng già âm u. D5 E-24 sư đoàn 10 đang cùng chốt tại đây và đang chuẩn bị rút ra. Thấy chúng tôi vào, anh em cán bộ E-14 rất phấn khởi. Bữa cơm chiều họ còn khui mấy lon thịt lợn hộp để chiêu đãi chúng tôi. Hầm hào công sự trận địa đang được anh em khẩn trương xây dựng, vũ khí đạn dược lương thực cũng đang được tranh thủ từng ngày để chuyển vào. Đêm ngủ lại, tôi lại lên cơn sốt rét, cậu liên lạc cứ cuống cà kê lên. Xong đến sáng hôm sau, tôi còn sức đi được. Đi tiếp khoảng 3 km nữa, thẳng về hướng nam, rồi leo lên một cái dông cao khủng khiếp. Khoảng 1 tiếng 45 phút mới lên đến đỉnh. Sườn dông phía tây là đất Thái Lan. Trên đây nhìn rõ vịnh Thái Lan những lúc trời quang mây. Đứng cạnh cột mốc, bắt tay anh em trước khi xuống núi, chúng tôi không khỏi ái ngại. Đành rằng chúng tôi không hơn gì bạn. Nhưng tại thời điểm đó, thực sự ở đây vẫn thấy lạnh cả sống lưng, lo cho bạn, lo cho cả mình. Đã qua 175 ngày đêm, trung đoàn 250 chốt ở khu bản 20 nhà. Mùa khô đến đồng nghĩa với các hoạt động cường tập, phục kích, tập kích, quấy phá của bọn Pol Pot và bọn Sreika tăng dần lên. Cung đường từ lộ 56 vào đến khu bản 20 nhà rồi lên M14 liên tục bị gài mìn, phục kích. Hướng các chốt của tiểu đoàn 3 đã có những trận đánh dữ dội. Đúng lúc này, trung đoàn 250 được lệnh bàn giao khu vực này cho các đơn vị thuộc F-339 quân khu 9 để dồn đội hình sang hướng Tà Xanh, Sam Lốt, vùng rừng núi biên cương ở phía tây nam của tỉnh Bát Tam Bang. Sau 2 ngày làm công tác chuẩn bị,
7 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 11 năm 1979, trung đoàn 250 bắt đầu di chuyển. Lực lượng cơ bản sẽ hành quân theo đường mòn qua vị trí D1, qua bản Hai Nhà rồi cắt rừng đi về hướng Tây, gần như trùng với vết đường hành quân của E-24-F10 quân đoàn 3. Khi từ Tà Xanh sang, chúng tôi rời đi bỏ lại sau lưng bao nhiêu cảm xúc. Nơi đây không quá ác liệt nhưng thừa gian khổ. Nhìn trên bản đồ, đất nước Campuchia như cái chảo vuông, vùng trũng nhất là khu vực biển hồ ở trung tâm. Tỉnh Bát Tam Bang nằm ở góc Tây Nam giáp với Thái Lan, khu vực Tà Xanh Sam Lốt. Chúng tôi đang hành quân đến ngày nay, tất cả thuộc huyện Sam Lốt. Đây là vùng rừng núi hiểm trở, phần còn lại của dạng Caravan Tà Xanh. Nơi đây đã nổi tiếng bởi đó là một trong những căn cứ cuối cùng của Trung ương Pol Pot đã bị quân ta triệt phá. Ngày 26 tháng 3 năm 1979, khi Sư 31 quân đoàn 3 tấn công, tiêu diệt, triệt phá căn cứ này, ta đã thu được cả thẻ căn cước của Yang Sari, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của chính quyền Khmer Đỏ, con dấu, tài liệu, xe cộ của Sứ quán Trung Quốc, cùng 11 tấn vàng và rất nhiều tài sản quý giá khác. Tuy nhiên, trong thời gian Trung đoàn 250 chốt và hoạt động ở địa bàn này, chính Tà Xanh lại êm dịu hơn rất nhiều so với Tức Sóc, Sam Lốt, Tà Bát. Cũng bởi lẽ khu vực này đã thuộc quyền kiểm soát của phái Khmer Sreika. Lực lượng này hoạt động tinh quái, không lì và điên như bọn Pốt. Sam Lốt mới là trọng điểm. Sam Lốt nằm trên trục đường bắt đầu từ Tà Xanh sang đường 10, lên cửa khẩu Bai Linh. Từ Sam Lốt có con đường mòn men theo bờ Tây dòng Sang Ke lên đến thượng nguồn dòng sông, đồng thời là biên giới trong chập trùng núi non hiểm trở. Nổi lên đỉnh Tà Bát sát đường biên, ngọn núi khởi nguồn của vô số dòng suối như Oda, Sang Ke góp nước để thành dòng sông lớn, chảy ngược lên hướng Bắc qua trung tâm của thành phố Bát Tam Bang rồi đổ vào biển hồ. Khu Tà Bát có mỏ đá quý, mỏ đá Sapphire. Vô hình chung, nơi này trở thành nơi giành giật quyết tử quyền kiểm soát của bọn Pốt với ta và các lực lượng Khmer khác. Vùng Tà Xanh Sam Lốt, trước khi trung đoàn 250 vào, đã có rất nhiều đơn vị của ta tác chiến rồi rút đi, như sư đoàn 10, sư đoàn 31, quân đoàn 3, trung đoàn 726, trung đoàn 812, trung đoàn 31 của sư đoàn 309, một số tiểu đoàn đặc công trinh sát của bộ. Hiện tại sư đoàn 341 có hai trung đoàn có mặt tại đây, đó là E-270 trong Tà Xanh và E-266 ở Sam Lốt. Thời kỳ này mặt trận 479 đã được thành lập ngày 14 tháng 4 năm 79. Mặt trận bao gồm hai tỉnh Bát Tam Bang và Siem Diệp và một phần của tỉnh Prek Vihear. Có lẽ lực lượng ta trên chiến trường Campuchia tập trung ở tỉnh Bát Tam Bang là đông nhất. Tổng số hiện tại có đến 8 sư đoàn, gồm 3 sư của quân đoàn 4, sư đoàn 5, sư đoàn 341, sư đoàn 9, sư 309, sư 317 và 2 sư 196, sư 179 của bạn mới được thành lập, cùng rất nhiều các trung đoàn, lữ đoàn, tiểu đoàn binh chủng, cơ hữu trực thuộc, vô số các đồng chí vũ trang của tỉnh đội, huyện đội của bạn và đoàn chuyên trách công tác địa bàn 7704. Thời gian đầu, khi trung đoàn 250 đến Tà Xanh Sam Lốt, tình hình nơi đây chưa đến nỗi căng thẳng. Một phần do thế lực của ta đang rất mạnh và một phần do lực lượng bọn Pốt tan rã đang trong quá trình gom dồn về. Nhưng dần dần sang đến cuối năm 1980 trở đi thì khác hẳn. Sư 221 của Pol Pot ở đây đã được chỉnh đốn, củng cố, trang bị vũ khí, lương thực, hậu cần, đã được ông Anh Ba Phệ thông qua sự hậu thuẫn của chính quyền Thái Lan cung cấp cho rất dồi dào, nên bọn Pot đã tăng cường đánh phá quyết liệt các đơn vị của ta, gài mìn, bao vây, chia cắt, bức rút các chốt kết hợp luồn sâu, thâm nhập nội địa, khống chế, quấy phá chính quyền non trẻ của bạn. Sang đến ngày thứ năm, sau khi trung đoàn 250 rời khu bản 20 nhà, đội hình cắt rừng vượt núi cứ dọc biên giới mà đi. Chúng tôi đã tiếp cận vùng Tà Xanh, thoạt đầu ra đến vạt rừng thưa, gặp một vài khu dãy bỏ hoang. Lúc này vào quãng 11 giờ trưa ngày 29 tháng 11, chúng tôi dừng lại nơi cửa rừng. Phía trước ở xa, phía bên trái phát hiện một phum nhỏ, thấp thoáng một hai ngôi nhà sàn ẩn khuất sau rặng dừa, rặng cau, lùm cây ăn trái. Trong lúc chúng tôi ngồi nghỉ giải lao tại chỗ,
thì trinh sát trung đoàn bám vào đến đầu phum rồi quay trở ra. Trong phum chỉ có xương và xác người. Vừa tiếp tục hành quân được 5 phút, theo con đường xe bò khá rộng, thì toán trinh sát trung đoàn đi đầu đạp phải mìn. Quả PK-2 gai đe nổ đã làm bay đôi chân của cậu lính trinh sát tội nghiệp. Hai chiến sĩ đi đầu bị thương nặng. Chúng tôi phải dừng lại 30 phút để xử lý thương tử. Khi tiếp tục lên gần hố mìn nổ, cách khoảng 5 mét, có một xác người con gái Campuchia, xác nằm sấp, quần áo màu đen, thịt da đã bị phân hủy nhưng quắt lại. Để an toàn, chỉ huy trung đoàn lệnh cho bỏ trục đường lớn, toàn bộ đội cắt rừng mà đi, mang theo ba cái võng đẫm máu. Đây là ca dính mìn mở màn đầu tiên của trung đoàn 250 ở vùng Tà Xanh Sàm Lốt này. Chúng tôi đi rất chậm, đến khoảng 3 giờ chiều mới bắt được liên lạc với anh em sư đoàn 341. Tối hôm đó chúng tôi nghỉ lại tiểu đoàn 4, trung đoàn 270 trong một phum nhỏ ở phía đông Tà Xanh. Bộ đội không dám đi lại lung tung vì sợ dính mìn. Sáng ngày 30 tháng 11, khoảng 6 giờ 30 phút, đi tiếp vào đến phum Tà Xanh. Nơi đây còn xác hai chiếc xe Ford 12 chỗ của bọn Pol Pot bỏ lại đã bị bộ đội ta phá tan nát, và xác một chiếc xe bọc thép M113, trung đoàn bộ trung đoàn 270 đang đóng tại đây. Z3 ở lại, còn đội hình trung đoàn tiếp tục hành quân. Thời gian sau, Z3 được rút về khu vực quanh An Đông, làm lực lượng cơ động cho trung đoàn. Lúc này chúng tôi cứ theo con đường lớn hành quân về hướng Tức Sóc, An Đông. Con đường đi qua những vạt rừng, những vườn cây ăn trái, ngổn ngang hầm hào, lán, sạp, kho tàng bị quân đoàn 3 phá hủy. Những phu phum, bản bị đốt cháy hoàn toàn. Trên nền nhà, ven suối, vệ đường có rất nhiều xương người. Có nơi xương người chất thành đống. Nghe nói lính quân đoàn 3 đã xả súng giết sạch khi hay tư lệnh Kim Tuấn của họ bị tử nạn vì bọn Pol Pot trên trục đường 5. Mùi xác chết phân hủy còn nồng nặc. Chúng tôi đi, có những đoạn hai bên đường nhìn thấy bạt ngàn là mướp. Mướp leo phủ kín cây cối hai bên đường, hoa vàng rực và quả treo lũng lẳng. Trông thật hấp dẫn. Anh em liều mình tạt vào hái. Cậu liên lạc của tôi cũng là một ôm. Cứ tưởng bở, đến khi nghỉ nấu cơm trưa mới té ngửa. Toàn mướp đắng, đắng đến nỗi không thể nuốt nổi, dù chỉ một miếng nhỏ. Phí của giời, cả một song canh mướp nấu với thịt lợn hộp. Cậu liên lạc mặt cứ đần ra vì tiếc. Nhưng mà thôi, lúc này ta mới thấm thía và biết thế nào là mặt cưa mướp đắng của cụ Nguyễn Du. Thưa toàn thể các bạn, các trang viết đang đưa dần các bạn đến với giai đoạn bi hùng nhất của trung đoàn 250 nói chung và của C4, D1 chúng tôi nói riêng. Đến với đỉnh cao của gian khổ, thử thách, hy sinh, nhưng vô cùng tự hào của rất nhiều cán bộ, chiến sĩ chúng tôi trên địa bàn Tà Xanh Sam Lốt này. Khi đó, cùng với thời gian không xác định nổi khi nào kết thúc cuộc chiến, cùng với hàng ngày luôn phải đối mặt với cái chết có thể đến bất kỳ, cho nên có thể màu xám sẽ thấp thoáng nhiều hơn và đôi trang, đôi dòng viết sẽ là màu chủ đạo. Nhưng đấy là những dòng tả thực, sự thực đến trần trụi, bộc lộ diễn biến tư tưởng, hành động, cuộc sống và chiến đấu của chúng tôi trên chiến trường Campuchia này. Chính nó đã làm nên giá trị thắng lợi cuối cùng của chúng ta. Nhưng Quốc Hùng sẽ chưa viết tiếp. Quốc Hùng muốn đưa các bạn bắt đầu quay lại phần 1 của cuốn hồi ký này. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi. Kết thúc lớp tập huấn chuyển binh chủng cho cán bộ chỉ huy cấp đại đội tại trường quân chủng quân khu 5, khóa 25 trường Hòa Cầm, tôi nhận quyết định ở lại trường làm giáo viên. Nhưng chưa kịp khoác ba lô về phòng giáo vụ thì lại tiếp nhận quyết định về lại trung đoàn cũ. Tôi phải về vì trung đoàn gửi tôi đi tập huấn. Ở lại không được, thôi đành từ biệt quân trường, nơi tôi đã có 3 tháng học tập, rèn luyện gian khổ. Cũng đã chán ngấy cảnh quần áo lúc nào cũng đóng thùng, dép lồng đủ 4 quai, đi ăn cơm cũng phải đều bước 1-2, trong khi đang đói vàng mắt, bụng lúc nào cũng réo vì cơm chẳng no. Cũng đã chán nghe điệu kèn to te tí, phát trên loa khó chịu vô cùng. Thế là chẳng hỏi han, thắc mắc gì hết. Cái thằng người trong tôi thích tự do, vậy là tung cánh. Tiểu đoàn 2 dừng lại ở Tức Sóc, nơi đang có D5E270 chốt giữ. D2 ổn định vị trí, chủ yếu ở phía đông nam Tức Sóc,
được khoảng 10 ngày thì đã bị bọn Pol Pot tập kích vào vị trí chốt của C5-C7, tức dọc cách An Đông 8 cây số. Khu vực này về sau cũng vô cùng ác liệt, nhất là vào mùa mưa năm 1980. Pol Pot liên tục bu bám, tập kích, gài mìn. Chỉ huy tiểu đoàn 2 loay hoay tìm cách đánh để xoay chuyển tình thế mà mãi không nổi. Cứ ra đến ngoài chiến hào là dính mìn, đi phục cũng dính mìn vì bị chúng phục lại. Tiểu đoàn trưởng Lê Minh Hoắc hy sinh khi chỉ huy tiểu đoàn 2 bung ra lùng sục truy quét. Toán Pol Pot bị đánh chạy té re. Một thằng chạy sộc vào vị trí chỉ huy. Trước khi bị tiêu diệt, nó cũng đã kịp bóp cò. Loạt đạn tiểu liên đã găm trọn 3 viên vào vùng bụng của anh Hoắc. Anh Hoắc là một cán bộ chỉ huy cực kỳ gan dạ, có bản lĩnh, dũng cảm. Một người lính đặc công của tiểu đoàn 409 quân khu 5, anh hùng. Tôi đã từng nghe kể về những chiến công của anh khi chỉ huy đơn vị đánh vào khu xăng Kỳ Hà trong căn cứ Chu Lai thời kỳ đánh Mỹ. Tiểu đoàn 2 chịu ác liệt, cực khổ đến nỗi anh Đặng Trần Thủ, bạn tôi, là chính trị viên của C6 đã phải thốt lên. Có lẽ đại đội tớ khổ nhất quân đội Việt Nam. Mùa mưa nước nổi, cả sạp nằm, ngóc đầu lên là bị Pol Pot bắn tỉa. Ra ngoài là đá phải mìn, ốm sốt tê liệt cả đại đội. Tình trạng lính đảo ngũ tự thương, thậm chí tự sát đã lẻ tẻ xuất hiện. Tối ngày 30 tháng 11, chúng tôi nghỉ lại An Đông. Đây là ngã ba có con đường cấp phối, chạy về, nối với đường 10 ở cua chữ V Tà Reng. Trung đoàn bộ và các đơn vị trực thuộc sẽ đóng quân tại đây. 7 giờ sáng ngày 1 tháng 12 năm 1979, J1 rời An Đông, tiếp tục hành quân về Sam Lốt. Đoạn đường về Sam Lốt khoảng 8 cây số. Đoạn giữa có khúc cua duy nhất, bên trái là một vạt rừng nhỏ. Trung đoàn bố trí C18 12-7 chốt, còn lại hai bên mặt đường là vườn cây ăn trái, thôi thì đủ loại cau, dừa, chuối, sầu riêng nối tiếp nhau cho đến tận ngã ba Sam Lốt. Khu đồn điền cây ăn trái có đất đai cực kỳ màu mỡ này, rộng dài không dưới 10 cây số vuông. Tôi chưa từng gặp ở đâu có một vùng rộng lớn mà nhiều cây ăn trái đến như vậy, bạt ngàn, toàn loại cây ăn trái ở vùng nhiệt đới. Tất cả có các điểm dân cư dọc hai bên đường, chúng tôi thấy đã bị triệt phá, số thì bị đốt, số thì bị phá để lấy tôn, lấy gỗ làm hầm cho bộ đội. Cả vùng Tà Xanh, Sam Lốt mênh mông sạch sẽ, không còn một bóng người dân. Sở chỉ huy trung đoàn 266, sư đoàn 341 đóng ở Sam Lốt. Tiểu đoàn 1 chúng tôi tới và được bố trí ở tạm xen kẽ với đơn vị bạn. Đại đội 4 của tôi chốt ở bờ suối bên ngoài C DKZ của E266, trong một vườn chuối ngay đầu con đường đi vào Ta Bát. Trong 14 ngày chúng tôi ở lại đây, được chứng kiến tận mắt những chiếc võng đẫm máu của anh em E266 vội vã cáng qua, thương tử vì mìn, vì Pol Pot phục trong Ta Bát, chuyển về ngày một nhiều, khiến cho mọi người hoang mang. Ngày thứ 5, khi đến Sam Lốt, tiểu đoàn 1 dính ca mìn đầu tiên. Đó là trường hợp hy sinh của Hồ Sĩ Liêm, lính 76, người Nghệ Tĩnh, là quản lý đại đội 2. Liêm chỉ cúi xuống với chiếc áo vắt ở bụi tre gai cạnh nơi bếp hậu cần tạm của đại đội. Đã kích nổ quả PK2, gài trong tư thế vướng nổ im lìm, khuất trong đám lá khô. 6 người bị thương, trong đó Liêm bị nặng nhất, mảnh xuyên phá nát người, thòi thóp, Liêm còn kêu: "Các anh ơi, cứu em với! Mẹ ơi, cứu con!" Liêm là ca hy sinh vì mìn đầu tiên của J1 ở mặt trận Sam Lốt Tà Pát. Tôi cho bộ đội đào công sự, xây dựng vị trí ăn ở tạm và tranh thủ động viên anh em đi cải thiện, lấy chuối đu đủ, nhất là đu đủ xanh, kể cả thân cây, chặt về, dọc lấy phần lõi, rồi thái mỏng phơi khô, làm thực phẩm dự trữ cho những ngày sắp tới, sẽ phải vào chốt trong Tà Pát. Tôi cũng không còn nhớ ai là người hướng dẫn lấy lõi cây đu đủ để làm thực phẩm. Nhưng nếu lõi cây này thái mỏng phơi khô thì kho lên ăn cũng không khác gì củ cải phơi khô vậy. Đây cũng là thời gian chỉ huy tiểu đoàn 1 chỉ đạo triển khai học tập nghị quyết Trung ương 6 và quán triệt nhiệm vụ chốt dài ngày trong Tà Bát. Thú thực chúng tôi rất hoang mang, có phần dao động. Cán bộ không ai dám nói to, nói mạnh. Khi thương tử do mìn, do Pol Pot phục kích của anh em E266 đang diễn ra hàng ngày ngay trước mắt, biết bao câu hỏi đã khiến anh Ảnh và tôi
chỉ biết nhìn nhau và lắc đầu. Toàn đại đội chỉ còn hơn 30 người. Gần 2 năm qua, gian khổ, thiếu thốn, ốm đau bệnh tật, hầu như đã vắt kiệt sức của cả 30 con người này rồi. Mà đích của cuộc chiến còn hết sức mù mịt, chưa đoán trước được ngày kết thúc. Bắt đầu từ thời gian này, trung đoàn 250 chính thức nằm trong biên chế của sư đoàn 309. Nhưng các bạn thông cảm, lúc đó đội ngũ cán bộ chúng tôi không hiểu sao có cảm tưởng như là thân phận anh con nuôi của sư đoàn. Đơn vị hoạt động gần như độc lập. Tôi nghe nói vì lý do gì đó, trung đoàn trưởng Nguyễn Hữu Hòa đã được thay bằng trung đoàn phó Trịnh Ngọc Huấn. Giữa năm 1981, chính ủy Nguyễn Khắc Củng lên nắm trung đoàn trưởng. Đến năm 82, đại úy Nguyễn Đình Hưng, tức Hưng Chọc, người Hà Nội, về thay cho anh Củng. Về rồi nhưng tiêu cực, không nhận nhiệm vụ. Giữa năm 82, Hưng được thay bằng anh Vũ Đình Nhị, người Thái Bình, từ sư 317 về. Về sau, anh Nhị lên làm sư trưởng sư 309. Dàn cán bộ của tiểu đoàn 1 cũng có nhiều thay đổi so với khi chuyển nhiệm vụ. Anh Hòa, chính trị viên tiểu đoàn, đã phải chuyển về tuyến sau vì bị sốt rét ác tính. Anh Huệ được đôn lên thay. Anh Hóa, chính trị viên C3, lên làm chính trị viên phó của tiểu đoàn. Anh Trụng, tác chiến E, về thay anh Truy Già, có 11 năm đeo lon chuẩn úy, làm dê phó. Anh Phong, C trưởng C2, được rút thẳng lên phòng tham mưu sư đoàn. Anh Vương, chính trị viên C1, được điều đi học. Anh Chu, chính trị viên phó lên thay. Các vị trí khuyết, thiếu, được đôn từ các lớp cán bộ trung đội lên. Đại đội 4 là đồng chí Nguyễn Trung Thành, tức Thành Sứt. Chính ủy trung đoàn, thiếu tá Nguyễn Khắc Củng đã đích thân xuống làm công tác tư tưởng và giao nhiệm vụ cho cán bộ tiểu đoàn 1. Anh có tác phong và phong cách giống như một anh nông dân quê mùa, chất phác. Cách diễn đạt ngôn từ ea dân dã, không trau chuốt mà vào thẳng vấn đề để động viên cảm thông với chúng tôi. Nhưng tôi biết trong sâu thẳm suy nghĩ, anh rất lo, rất thương lính của mình. Hơn ai hết, anh hiểu rất rõ mọi khó khăn, thách thức sắp tới mà tiểu đoàn 1 phải gánh chịu. Cuộc họp diễn ra trong không khí nặng nề, không ai nói thẳng vào vấn đề, không nhận nhiệm vụ, vì chuyện đó chưa hề có trong suy nghĩ của chúng tôi. Nhưng ai cũng nêu ra khó khăn, từ quân số, tư tưởng bộ đội, đến địa bàn quá rộng, bố trí đội hình quá thưa, cách quá xa các đơn vị phía sau, gần như độc lập, dễ bị địch bao vây, chia cắt. Chúng tôi hiểu nhiệm vụ sống còn hiện nay là phải khóa chặt biên giới, tạo điều kiện cho các đơn vị phía sau tác chiến, truy quét, làm sạch địa bàn, phá tan chiến lược chiến tranh du kích của Pol Pot, để rồi chiến cục trên chiến trường này phải được quyết định bằng những giải pháp chính trị, dẫn tới các đơn vị bộ đội ta rút dần ra. Ta cố gắng không để bị xa lầy, đưa các binh đoàn bạn vào thế chỗ. Đất nước Campuchia là của con người Campuchia, ta ở đây mãi sao được. 7 giờ sáng ngày 25 tháng 12 năm 1979, J1 rời Sam Lốt, men theo con đường mòn phía tây dòng Sang Ke để tiến vào Tapat. Điểm vượt sông cách Sam Lốt 1,5 km, có đại đội trinh sát của sư đoàn 266 bạn chốt giữ, rải rác trên đường đi, ven đường, vệ suối, thậm chí ngay ở giữa đường, có đến vài chục xác chết nằm ngổn ngang đủ kiểu, hôi thối kinh khủng. Bộ đội E-266 chốt dọc con đường này, ngày đêm căng mình để đối phó với mìn và những trận phục kích của Pot. Con đường mang tên Đại lộ Kinh Hoàng là do anh em E-266 đặt, đường vào Tapat quá nguy hiểm và quá vất vả. Nhận thức được điều này, nên ngay sau khi J1 vào đến Tapat, sư đoàn đã quyết định mở con đường mới phía đông dòng Sang Ke, bỏ con đường ở phía tây. Đến 6 giờ chiều, chúng tôi mới tới được bãi bằng dưới chân dãy Tapat. Đây là dải đất thấp bằng phẳng nằm ở hợp lưu của hai con suối chính Oda và Sang Ke. Nơi đây đang có tiểu đoàn 7 của E-266 chốt giữ. Chúng tôi sẽ vào thay thế để J7 rút ra. 8 giờ sáng hôm sau, tiểu đoàn 1 tổ chức đoàn cán bộ đi địa hình để nhận bàn giao khu vực phòng thủ của tiểu đoàn 7. Đầu tiên, lính C2, J7, E-266 dẫn chúng tôi vào khu vực mỏ khai thác Hồng Ngọc. Khu vực này chỉ cách bãi bằng chưa đến 3 cây số. Có một số dòng suối nhỏ chảy ra Sang Ke. Dân khai thác đá lấy nước từ dòng suối này để đãi đất đá, tìm đá quý.
Thời gian sau này, khi chúng tôi ở đây, cứ lúc nào có dòng nước đục ngầu trong đó chảy ra là biết có dân Thái sang đào đãi đá Sapphire. Họ còn mang cả máy nổ sang để bơm xịt nước và phát hiện. Cả một vùng đất rừng thoai thoải, màu gan gà, ven suối, người ta đào cái giếng liền nhau, nhiều cái thông nhau phía dưới để lấy đất đưa lên đãi rửa để tìm đá. Chắc trữ lượng đá trong quặng nhiều và đá rất có giá trị, nên dân Thái mới bất chấp nguy hiểm, liều lĩnh vượt biên sang khai thác. Xác một người Thái còn nằm dưới một đáy hố khai thác. Người này bị bắn chết bởi một đơn vị đặc công của ta cùng lính sư đoàn 10 quân đoàn 3 vào đây hồi tháng 4 năm 79. Đồng thời đơn vị này có bắt giữ 46 người Thái khác. Sau khi đưa họ về Phnom Penh, ta lại phải đưa toán này về lại đây cho họ theo đường cũ về đất Thái. Xong khu vực mỏ, chúng tôi đi tiếp địa hình, một cao điểm gần đỉnh Ta Phát. Đỉnh Ta Phát là một điểm của đường biên giới quốc gia giữa hai nước Thái Lan và Campuchia. Cao điểm dưới đỉnh Ta Phát này sẽ là nơi bố trí C3 chốt. Dưới chân điểm cao, gần sát suối, có tàn tích của một phum nhỏ còn trơ nền của 4-5 góc nhà. Chỉ còn sót lại vài cây ăn trái, vú sữa, thanh trà, sầu riêng, khá to, trơ trọi, và con đường mòn men sườn Ta Phát sang đất Thái Lan. Khu vực chốt C1 có lẽ bất lợi nhất. Đại đội này bố trí đội hình chốt trên 3 mỏm gần nhau trong cùng một dãy cao điểm. Phía dưới là dòng suối Oda, nguồn cung cấp nước cho đơn vị. Sau này vào thời kỳ đỉnh điểm ác liệt ở nơi đây, cả hai đội hầu như bị bó cứng trên chốt vì mìn và vì Pol Pot liên tục ngày đêm bù bám tập kích. Bước rút, tình hình buộc ta phải chọn giải pháp cuối cùng, bỏ cả hai vị trí chốt này để bảo toàn lực lượng. Tiểu đoàn 1 cơ bản bố trí đội hình thay thế vị trí chốt các đơn vị của tiểu đoàn 7. Riêng vị trí của dây bộ và C4 ở bãi bằng khoảng 20 ngày sau, chúng tôi lại một lần nữa di chuyển qua suối Sang Ke lên đỉnh điểm cao. Trước C2, sau C3, như vậy C4 của tôi trong vòng chưa đầy một tháng đã hai lần phải đào công sự, làm nhà hầm. Anh em rất vất vả, cực khổ vô cùng. Tranh thủ thời gian D7 chưa rút, chúng tôi động viên anh em khẩn trương lao động, xây dựng chốt, thiết lập công sự, hào giao thông, xây dựng nhà hầm, vọng gác, dụng cụ cuốc xẻn, dao dựa thiếu thốn. Số liệu tôi còn ghi, thống kê trong nhật ký. Toàn đơn vị hiện có 5 sẻng pháo, 3 sẻng bộ binh, 7 cuốc chim và 2 con dao tông. Chúng tôi phải làm 12 nhà hầm, nửa nổi, nửa chìm, cho ban chỉ huy đại đội và các trung đội, cũng ngần ấy hầm chữ A trú ẩn, hào giao thông, hầm hào, ụ chiến đấu, nhà kho, nhà bếp. Một khối lượng công việc lớn như vậy mà lại phải rất khẩn trương, lại làm hai lần trong vòng chưa đầy một tháng. Các bạn hãy hình dung chúng tôi gian khổ, vất vả biết chừng nào. Đời sống, sinh hoạt của bộ đội vô cùng thiếu thốn, kham khổ. Cơm ăn chủ yếu chỉ có muối và quả, thân cây đu đủ khô. Một bữa anh nuôi khui một lon thịt hộp, nặng 250g, nấu lõng bõng nước, chia cho toàn đại đội. Anh em D7 nhìn lính D1 ăn thương quá, san sẻ cho ít cá khô. Có cậu lính của tôi vừa ăn vừa rơi nước mắt. Ở đây cứ đến tầm 5 giờ chiều là sương xuống mờ mịt, xuống suối rửa ráy hoặc tắm, nước lạnh có cảm tưởng buốt thấu tận xương. Những vết lở loét, sứt chân tay, rất lâu lành vì nước rất độc. Tôi đã nghiêm cấm anh em không được uống nước lã. Sau cuộc thị sát trực tiếp của cán bộ sư đoàn do sư trưởng Lê Đức Thiện dẫn đầu, chỉ huy dê quyết định khẩn trương triển khai gấp các bước để đưa dê bộ và C4 về vị trí mới. Lúc này công binh của trung đoàn cùng lực lượng công binh sư đoàn tăng cường đã đưa bộ đội, xe máy vào để san ủi, mở thông con đường phía đông dòng Sang Ke, dò gỡ mìn phát quang một vùng rộng dưới chân chốt C2 để làm sân bay trực thăng và bãi tập kết hàng. Một bộ phận giúp D1 dò gỡ mìn, thiết lập khu dự trữ lương thực, đạn dược. Chúng tôi được bàn giao sơ đồ phòng thủ mìn của các đơn vị đã từng ở Ta Phát gài. Có 3 bãi của sư đoàn 10, rồi bãi của dây đặc công bộ, bãi của E-266. Sau này lính tiểu đoàn 1 dính mìn, có một phần là mìn của ta gài. Tiếng nổ đơn độc lẻ loi ngay trong đêm
do thú vướng, do cây đổ đá lăn, do Pol Pot dẫm phải, diễn ra liên tục. Ngày 29 tháng 12 năm 1979, đích thân anh Tý Dê Trưởng dẫn đoàn cán bộ từ bãi bằng qua suối Sang Ke sang đi địa hình một cao điểm thấp bên phải dưới chân chốt C2. Đây là vị trí chỉ huy Dê dự tính thiết lập sở chỉ huy tiểu đoàn khi chuyển từ bãi bằng lên. Nhưng không may cho chúng tôi, đây lại là một bãi mìn lớn, không biết đơn vị nào gài, không được bàn giao, hoặc do Pol Pot gài bố phòng từ trước mà ta không hề biết. Đến 10 giờ, đoàn mới đi được 1/3 quãng đường lên đỉnh, thì cậu Tân, lính trinh sát người Bình Thuận, bị dính mìn. Quả mìn PK2 gài ở tư thế vướng nổ đã quét một vùng rộng, mảnh văng dày đặc, khiến cả Tân và khẩu Carit, người dân tộc Ra Lai, Phan Thiết, cùng anh Việt trợ lý tác chiến tiểu đoàn đi sau một quãng, chết ngay tại chỗ. Vinh Đen đại trưởng C2 ở vị trí gần nhất sau anh Việt dính một mảnh to. Cậu này khỏe, tay ôm vết thương nơi cổ, vọt một mạch xuống núi. Xuống đó y tá vội băng vào vì thấy máu thịt nơi cổ Vinh tòe toét. Một lúc sau, Vinh ta không thấy đau, mới hô y tá tháo băng ra kiểm tra. Té ra mới biết mình không bị thương. Mảnh thịt trên cổ là thịt của cậu Tân văng ra và dính vào.